Ok, xin chào các bác đã quay lại với Sinh Nhau Yêu. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ bên Sinh Nhau Yêu. Hôm nay em lên cho các bác một siêu phẩm, một U. Nhiều bác bảo là một U ấy, thì nó có mạch CLH ấy, CLH ấy không. Nhưng mà em cũng nói luôn là một U đa phần là người ta sẽ thiết kế theo kiểu mạch CLH TD. Vì mạch CLH TD, CLH D nhé. Thì vì mạch CLH D thứ nhất là nó hay, thứ hai là hiệu suất nó cao, thứ ba là số lượng linh kiện nó ít, nên nó phù hợp hơn với thiết kế là một U. Một U này, con này có mã là H600. Nhiều bác ấy, bác bảo là con này nó chỉ có 600W thôi. Nhưng mà các bác phải nhìn thế này. Đây này, nó sử dụng sò này. Đây con này nó có sử dụng sò 26N50 nhá. Có nghĩa là con này, con sò này nó sử dụng là dòng 26A và điện áp dòng chịu đựng của nó là 26A và điện áp chịu đựng của nó là 500V. Đấy. Các bác cứ lấy 26A nhân với 500 thì các bác ra 50 thì các bác ra là cái công suất 26 nhân với cả 500V ấy, thì ra được công suất của con sò. Công suất của con sò nó lên đến 1300W. 1300W ấy, thì đối với cả cái mạch này hiệu suất của nó đạt đến 95%, thì cái con đẩy này thì nó loanh quanh ở cái mức độ khoảng là 1200W thôi, chứ nó không thể lên đến 1000-300W đâu với con đẩy này. Thì thôi thì mình cũng đây là em cũng chỉ nói là hiệu suất sử dụng của nó, nhưng mà bọn em chỉ dám nói với các bác là con đẩy này chỉ đến 1000W thôi, tại vì bọn em còn phải dư ra độ khoảng 200-300W để cho nó, máy nó làm việc cho nó nhẹ tải đi và tăng cái độ bền lên cho các bác, và cái tăng cái độ bền chủ yếu là độ bền cho các bác. Ok chưa? Máy móc thì bao zin. Cái này này em tháo ra này, em tháo ra em quay cho các bác thôi. Đấy, nó lắp vào đây. Em tháo ra em quay cho các bác về tất cả các cái linh kiện. Quá xịn sò luôn. Đấy nhá. Đây là mạch CLH D nhá. Đặc trưng của CLH D thì nó sẽ có mỗi một cuộn này một kênh, và CLH D nó đa phần là chỉ sử dụng hai sò thôi. Một kênh âm và kênh dương. Một sò âm và một sò dương. Có một loại em đã gặp một số loại nó cực kỳ khủng, nó lên đến 2000W một kênh thì nó sẽ sử dụng đến 4 sò một kênh. Còn loại từ dưới tầm độ khoảng 1300-1200 phía dưới thì nó chỉ sử dụng đến 2 sò một kênh thôi. Anh em nào là dân kỹ thuật thì anh em biết đọc cái thông số của con sò là biết ngay về cái công suất của nó, vì thực sự con này nó công suất rất lớn. Đấy. Bao cho các bác đánh 725 hay là 2 loa 30 hay là 2 loa 40 côn 75 thoải mái nhé. Em nói là từ thoải mái thì các bác hiểu thế nào thì hiểu, nhưng mà đối với loa của bọn em ở đây thì em đã từng thử là 2 cặp 40, có nghĩa là mỗi cặp 40 côn 100 một kênh, mà đánh ở trong phòng này ấy, cảm thấy nó quá tức ngực luôn. Đấy. Ok chưa? Đấy, em bật lên cho các bác xem. Đấy. Cái này đèn nó sẽ tắt sau. Đấy. Đấy. Vặn to quá buổi tối này. Cái con này ấy, thì nó sẽ báo cả cái đèn đây nữa nhé. Đèn đây không phải là đèn quá tải hay là đèn cái gì đâu, nó cũng đây này. Đấy, cái đèn này không phải đèn quá tải, đây là đèn nháy của nó thôi. Khi nào nó chuyển sang đèn đỏ thì nó sẽ báo lỗi là lỗi, còn bình thường nó đây. Tắt đi nhá, tắt đi khi nó cái dòng này nó sẽ đấy, tắt đi này sẽ báo lỗi này, hiểu chưa? Bật lên này. Đấy, đèn báo lỗi nó sẽ màu đỏ, còn đèn nháy bình thường nó sẽ màu xanh. Các bác biết là cái chất âm CLH D thì các bác gần như là các bác không cần phải chê trách gì cả.
Class D này là một cái dòng mạch, nó có mang cho các bác sự trải nghiệm rất chi là tốt. Thứ hai là cái chất âm của nó chỉ đứng sau mỗi Class Y thôi. Và về phần công suất thì nó thiết kế rất chi nhỏ nhỏ gọn nhưng mà công suất đạt rất cao. Và con này em sẽ bán cho các bác với giá là 5 triệu 200 nghìn một con này. Giá đó đã bao ship đến tận nhà các bác. Rồi, ok. Cảm ơn tất cả các bác nhé. Mặt đằng sau này. Đấy, mặt đằng sau này. Có cả cổng link nhé. Đây đầu ra. Ok, cảm ơn tất cả các bác nhé.